Xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 44. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em ạ. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho bên vận chuyển giúp em. Thời gian anh có thể nhận được hàng trung bình là từ 5 tới 7 ngày nha các anh. Đó, thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 27 mã sản phẩm. Bây giờ em xin phép được lên mã đầu tiên. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một cây đựng cái gọi là súng bắn silicon nha các anh. Đó, một cây súng bắn silicon của nhà Tajima. Đó, Tajima G900 nha các anh. Tajima Japan ha. Thì cái này là mình sẽ để cái bình, để bình keo silicon vào đây thì mình sẽ bắn ha các anh. Rồi. Đó, xịt. Thì con này nó dài tổng là tầm 50 cm, hơn 50 cm nha các bạn. Đó, đây là súng bắn keo, súng bắn silicon của nhà Tajima. Đó, để bắn, để cái bình, mình sẽ để cái bình vào trong đây rồi mình thực hiện mình bắn kỹ thuật ha. Rồi, con này mã số 1 giá là 450.000 giúp em. Mã số 1 giá 450.000. Rồi, mã số 2. Mã số 2 là một con gọi là con đuôi chuột nha các anh. Đó, con đuôi chuột made in Japan, con này của nhà Super. Đây. Đó, con này của nhà Super, hai đầu của nó là 14-17. 14-17 made in Japan nha các anh. Đây. Đưa đây các anh. Đó, con này là đẹp. Thì đầu 14-17, hai cái răng lợi của nó là hoạt động ok, không có sức mẻ hoặc là không có vấn đề gì hết nha các anh, rất là ok ha. Rồi, con đuôi chuột dài tổng là 27 cm. Đó, con đuôi chuột nhà Super mã số 2 giá 250.000. Con này giá 250.000 ạ. Mã số 3 là một cây cầm lắc của nhà Thon nha các anh. Đó, cây số 3 này, cái tay cầm của nó các anh thấy này, nó thiết kế cái tay cầm này rất là chắc chắn với cái độ dày của thép, các anh thấy không? Đó, con này rất là xịn sò. Đây, các đầu của nó cũng rất là dày và đẹp ha. Con này hoạt động rất là ok. Đầu 1/2 ạ. Đó, đầu 1/2. Đây, con này là xuất sắc luôn nha các anh. Đó. Cái tay cầm, cái chất thép và cái toàn bộ các anh nhìn nè, nó thiết kế rất là chắc chắn ha. Thì con này nó dài tổng là 25 cm, đầu 1/2. Con này chất lừ ha các anh. Mã số 3 giá 450.000 giúp em. 450.000 cây cầm lắc đầu 1/2 của nhà Thon. Đó, rồi. Mã số 3 là một con kéo cắt tôn cộng lực của nhà MCC. Đó, MCC Japan nha các anh. Kéo cắt tôn cộng lực. À, đây. Lưỡi của nó đây các anh. Lưỡi đẹp ạ. Lưỡi con này đẹp nha các anh, không có xước mẻ gì hết ha. Rồi, con này kéo cắt tôn cộng lực nhà MCC. Dài tổng là 23 cm. Con này dài tổng 23 cm, lưỡi đẹp, mã số 4 giá 300.000 giúp em. 300.000 kéo cắt tôn cộng lực 300.000. Mã số 5 là một con mỏ lết Banco Thụy Điển ha các anh. Đó, con này là Eco made in Sweden ha các anh. Banco Eco made in Sweden thuộc dạng đời mới ha. Đó, đây, size 8 inch, đổi ra là 200 mm, tương đương là 20 cm. Thì con này được thiết kế với cái chất thép đen ha. Chất thép đen rất là nổi tiếng của nhà Banco. Thì nó, đặc tính của nó là cứng bền. Thì những con này người ta sản xuất sử dụng ở trong công nghiệp luôn, làm các dụng cụ ở trong công nghiệp nên có thể biết là cái độ bền của nó ha. Đó, Banco, con này là dòng mới. Đây, miệng đây ạ. Miệng đây. Đây. Miệng con này thì cũng khá là ok, thì nó cũng hơi bị dập ở một số này chút xíu thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó còn khá là ok ha. Nó không vấn đề gì nha các anh. Đó, đây. Đó.
không được 100% thì cũng được 90% ha, chắc cũng nó rất là ok. Con này mở miệng lớn nhất là 3 cm đó các bạn, đó mở max ngày mở max của nó là 3 cm ha, rồi em mượt trên từng đường trượt luôn. Rồi con mỏ lết Banco Ego của Sweden Thụy Điển mã 65 giá 400.000 giúp em nha các bạn, con này 400.000 chất thép đen rất là xịn sò bền đẹp ha. Mã số 6 là một con kìm điện của nhà Fujiya. Thì con này dài tổng của nó là 22 cm. Đó, con này có tổng chiều dài là 22 cm. Đây, người ta in hãng, in hiệu tất cả. Và ở cái thiết kế ngay cái cán của nó cũng gọi là rất là đẹp hả các bạn. Đó, Fujiya. Rồi, thì con này nó có cái ở phía dưới đây là để bấm cốt nữa ha các bạn. Đó, để bấm cốt. Còn trên đây là kẹp giữ thì khỏi phải nói rồi. Đây, răng lợi của nó đây ạ. Răng lợi của nó là một bên là chồi, một bên là các bạn có thể thấy ha, một bên chồi này, một bên này là mịn hơn ha các bạn. Đó. Đây. Lưỡi đây ạ. Lưỡi cắt thì phần trên đây là khá là ok, nhưng mà tuy nhiên cái phần dưới cùng là các anh đã thấy ha, cái phần dưới cùng đây nè, nó hơi bị hở một chút xíu, cái phần dưới cùng hơi hở một chút xíu thôi, chứ còn từ đây lên đây là lấy dụng 10 phần thì nó chỉ hở một phần xíu dưới đây thôi, còn 9 phần còn lại là đẹp ha, các anh có thể thấy nha. Đó, đó. Rồi con này mã số 6 giá 380.000 giúp em. Đó, kìm Fujiya, kìm đa năng luôn ha, có cái lỗ tút cốt luôn ha. Bấm cốt thì sợ bấm cốt luôn ha. Rồi mã số 6 380.000 ạ. Mã số 7 là một con kìm bấm chết của nhà Vice Grip. Thì con này là size 7 in nha các bạn. Đó, size 7 in. Kìm bấm chết của nhà Vice Grip made in USA, sản xuất tại xưởng David Bertelsen ha. Rồi Vice Grip. Thì con này cái lớp sơn nó bị chắc cái lớp sơn lớp mạ bên ngoài, nên nhìn cái ngoại hình của nó thì không có được bóng bẩy, nhưng mà nó hoạt động thì vẫn còn rất là ok nha các anh. Và đặc biệt là cái dòng này nó có lưỡi cắt ở ngay đây nữa ạ, các anh có thể thấy à, dòng có lưỡi cắt đây, dòng này nó có lưỡi cắt ở ngay đây nha các anh. Rồi đây là răng lợi của nó ha, răng lợi. Nếu như bảo hoàn hảo 100% thì con này không hoàn hảo 100%. Tuy nhiên cái đường răng lợi, các vân răng như thế này nếu mà còn hoạt động thì vẫn còn rất là ok nha các bạn. Đó. Ha. Đó, rất là ok ha. Rồi, con kìm bấm chết Vice Grip của Mỹ. Mã số 7. Giá là 580.000 giúp em. Đó, kìm bấm chết Vice Grip của Mỹ giá 580.000. Hai các bạn, size 7 in, size này là có cái lưỡi cắt nữa nha các bạn. Mã số 8 là một con dao bếp. Con dao bếp thì con này chuyên dùng để thái ha các bạn, cắt thái. Con này dao bản lớn. À, rất là chất nha các bạn, con này dao bản lớn. Đó. Đây. Chữ hãng khắc dọc ở trên đây. Lưỡi là lưỡi đẹp ha các bạn, lưỡi bén đẹp, về là chỉ có sử dụng thôi. Đây là đường sống dao ạ. Thì con này với thiết kế nó dài tổng là 33 cm, dài lưỡi là 22,5 cm, độ rộng lớn nhất của nó là 8,5 cm nha các bạn. Độ rộng lớn nhất là 8,5 cm. Để em đo độ dài ha. Dày 4 ly nha các bạn. Đó, con này dày 4 ly, bản rất là lớn, bản rộng tới tận 8,5 cm. À, con này rất là chất luôn. Nên anh nào là có con này thì anh nào yêu thích thì cho về độ nhé. Mã số 8, con này giá 850.000 giúp em. 850.000, giao thái bản lớn nha các bạn. Mã số 9 là một con kìm con cá. Con này thì của nhà Mirotun. Con này là thép không rỉ nha các bạn.
của KTC, dòng Mirotune, một trong những cái dòng hệ cao cấp của nhà KTC nha các bạn. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp ha. Đây răng lợi, đây răng lợi con này thì khỏi bàn. Răng lợi tuyệt vời, không có sứt mẻ gì ha các anh. Rồi dài tổng là 20 cm, 20,5 cm à, 20,5 cm. Kìm con cá có hai nóc ạ, chỉnh được hai nóc nha các anh. Đó, chỉnh được hai nóc thì con này có giá là 500.000, mã số 9. Đó, kìm con cá quá tuyệt vời, mã số 9, 500.000 ạ. Mã số 10 là một con cờ lê, gồm cờ lê vòng miệng luôn đó các anh. Bên đây là cờ lê miệng, bên đây là vòng. Thì con này là số 17 của Snap-on. Rất là chất nha các anh, vòng miệng luôn, Snap-on USA ha các anh. Rồi, con cờ lê vòng miệng mã 17, em xin lỗi, mã số 10, size 17 xin, có giá là size 17 mm, có giá là 250.000 giúp em. Cờ lê vòng miệng Snap-on của Mỹ ha, 10, 250.000. Mã 11 là một con vít của nhà Wera Đức. Đây các anh. Đó. Anh nào mà hay chơi các đồ nghề hay sưu tầm đồ nghề thì các anh sẽ biết Wera ha. Một hãng cũng là rất là nổi tiếng trên thế giới nha các anh. Đó, con này của Đức thì các anh sau cái đuôi nó thì sẽ là những cái đường mà để các anh bỏ mũi. Nên là anh nào có mũi thì bỏ vào đây ha. Đây, mình mở cái đằng sau ra rồi mình bỏ mũi vào ha. Mình mở cái đít đằng sau ra của nó, mình bỏ vào. Đây, thì ở đây nó đã có một mũi sẵn rồi. Thì em gắn trên đây cho các anh luôn ha. Đây, có một mũi hoa thị sẵn. Rồi, con vít Wera. Mã 11, giá 200.000. À, vít Wera đất 200.000 giúp em. Đây, một con này. Đó, các anh không chốt con này là em buồn các anh luôn á. Mã 12, một con dao chặt, dao đi rừng, con dao chặt, con dao đi rừng. Con này hai lưỡi nha các anh. Các nên các anh thuật tay trái, tay phải gì cả đều chặt được hết. Con mã 12 đây, tem mạc đầy đủ hết. Trời ơi, con này cái các anh nhìn cái bản lưỡi của nó. Chữ khắc dập quá xuất sắc, lưỡi là không có sức mẻ một cái gì hết các anh. Đây, đặc biệt là lưỡi size 21. Nha các anh, lưỡi size 21 bản này. Bản rộng đẹp ha. Đây, cái đường sống dao của nó đây các anh. Đường sống dao ha. Thì em sẽ đo kích thước. Thì con này dài tổng là 44 cm, dài lưỡi là 21 cm. Bản rộng của nó là rộng 5 cm nha các anh. Bản rộng là 5 cm. Em đo độ dài ha. Dài dày 7 ly nha các anh. Con này là dày 7 ly ha. Con này là dày 7 ly. Bản rộng 5, dày 7 ly. Quá đẹp luôn. Con này đặc biệt là dao hai lưỡi ha các anh. Dao hai lưỡi. Nên anh nào mà yêu thích những con dao đi rừng như thế này thì chốt liền cho em con này ha. Tiền nào của đó, mã 12 giá 1 triệu nha các anh. Và các anh nhìn cái đường chữ của nó như vậy mà các anh còn không chốt nữa thì quá là buồn luôn. Rồi, mã 12 1 triệu giúp em nha các anh. Mã 13 là một con cưa. Con cưa này thì các anh sẽ bỏ cái lưỡi cưa này, dùng lưỡi cưa sắt ha các anh. Có cái lưỡi cưa này là lưỡi cưa sắt nè, cưa thạch cao, cưa sắt ha. Rồi, con này là thích chất liệu là bằng nhôm, hợp kim nhôm của nhà Sandvik Sweden. Rồi cái nhà Sandvik Sweden này thường nó thiết kế những cái cưa hoặc cái lưỡi cưa thì là gọi là xuất sắc luôn rồi. Đó, của Thụy Điển. Con này là của Thụy Điển. Cưa dùng để cưa sắt hoặc cưa thạch cao hoặc các anh. Rồi mã 13, giá 300.000 giúp em. Đó, con cưa của nhà Thụy Điển, mã 13, 300.000 ạ. Mã 14 là một con kìm cắt. Con kìm cắt này của nhà KTC ha các anh. Đó, do quá trình vệ sinh thì nó bị bay mất cái hãng tên ấy lên thì nó bị bay mất, nhưng mà con này là của KTC. Thì con này cũng là cùng dòng với cái con kìm con cá kia, là cũng dòng Mirotune luôn. Nên cái con này cái lực cắt của nó là các anh thấy người ta thiết kế những cái ngàm này với cái chất thép nó dày mà nó mỏng và bắt ở phía đầu như thế này thì nó vừa tạo lực để cho các anh cắt, nên là nó cắt rất là khỏe ha. Những cái lưỡi con này cắt rất là khỏe.
Các anh có thể thấy ha, lưỡi khít nè, không hở một miếng nào hết, không hở một miếng nào hết ha. Cái này là hãng nó làm rồi chứ không liên quan gì tới là cái ái ha. Cái này cái chỗ tút á, ở dưới đây là cái chỗ tút nha các anh, nó hở hở là cái chỗ tút ha. Thì con này nó khít tới độ mà cắt tóc đứt ha các anh, khít tới độ cắt tóc còn đứt nha. Rồi con kim cắp này thì dài tổng là 16 cm, mã 14, giá 300.000 giúp em, rất là đẹp. À, cái lưỡi cắt rất là đẹp ha, và mã 14 300.000 ạ. Mã 15 là một con tu lấy dấu, con này là con lấy dấu tự động nha các anh. Đó. Con này là con lấy dấu tự động của Nhật. Đây ạ. Japan. Đó, con này là con lấy dấu tự động. Nếu như các con tu đóng khác, các anh phải cần là búa để các anh đóng thì con này các anh chỉ cần nhấn thôi. Nhấn để lấy dấu thì nó vừa tiết kiệm được thời gian, người ta gọi là cái gì, nhanh, chuẩn, chính xác ha các anh. Đó, lực rất là mạnh, con này nó nhấn xuống với cái bộ phận các lò xo bên trong thì nó nhấn xuống các anh thôi, lấy dấu rất là nhanh tại vì nó tạo lực rất là mạnh các anh, rất là chuẩn ha. Rồi con tu lấy dấu này mã 15, giá 300.000 giúp em, 300.000 mã 15 ạ. Mã 16 là một con mỏ lết ha các anh. Đó, mỏ lết. Thì con này là của, con này rất là độc luôn á. Con này là của Mỹ ha các anh, USA. Đó. Con này cái thiết kế của nó rất là độc mà lạ lạ, rất là lạ. Anh nào mà thích sưu tầm mấy cái đồ dụng cụ độc lạ thì con này em nghĩ các anh cũng có thể là cho nó vô bộ sưu tầm được đó, tại vì nó rất là hay ha. Thì cái con bên đây, cái nghềm bên đây là nó khít rồi, nhưng mà cái nghềm bên đây nó hơi hở thôi các anh. Đó, nó hơi hở một chút xíu như vậy. Các anh thấy nha, nó hơi hở bên đây. Đây ạ. Đó, nghềm bên trong. Nhưng mà để hoạt động sử dụng thì vẫn còn rất là ok ha các anh, không vấn đề gì hết. Thì nó... thì nó rộng, hoặc cái chiều rộng hoạt động của nó thì tầm khoảng 4 cm nha các anh, 4 cm ha. Đó. Rồi con này nó rất là chất lừ luôn đó, nó chỉ nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó dài khoảng tầm là, để em đo ha, nó dài khoảng tầm là 12,5 cm của Mỹ. Con mỏ lết của Mỹ mã 16, giá 280.000 giúp em, 280.000 mã 16 nha các anh. Mã 17 là một con dao rọc giấy, con này của nhà Oifa. Đây ạ, con này của Oifa Nhật ha các anh. Đó, Craftsman made in Japan. Thì con này là hai lưỡi, một lưỡi ở đây, một lưỡi ở đây nữa ha các anh. Đó, Japan, lưỡi cũng của nhà Oifa luôn, một bộ của nó mà. Lưỡi rất là đẹp. Rồi, con mã 17 này giá 180.000 giúp em, 180.000 dao rọc giấy. Con mã 18 thì con này là một con dao ghép hoặc là dao chiết ghép các anh. Đây, nó phân bộ là như vậy ha. Còn khi mà mình nhấc ra thì mình sẽ đẩy cái này ra giúp em. Đó. Đây, các lưỡi của nó, lưỡi con này là đẹp không xuất mẻ ạ. Đây, cái vỏ ở dưới của nó là vỏ gỗ. Vỏ gỗ người ta cũng có điêu khắc và thiết kế. Nói chung là cái hãng này nó được cái là nó thiết kế những cái vỏ của nó rất là đẹp. À, nó thiết kế, cái hãng nó thiết kế vỏ rất là đẹp. Và cái lưỡi thì, cái lưỡi dao thì khỏi bị bèn rồi. À, nên là anh nào mà thích làm về chiếc kiếp bonsai à, thì anh chốt con này cho em ha. Rồi, con này mã 18. Mã 18 giá 230.000 ạ. Mã 18 230.000 giúp em. Mã 19 là một con dao, dùng con dao dạng dao tỉa các anh. À, em xin lỗi, con kéo tỉa. Con này thì tỉa mấy cái cành nhỏ nhỏ hoặc là tỉa lá, tỉa nụ rồi thôi ha các anh. Đó, anh thấy ha. Rồi, thì con này nó dài tổng là 15,5 cm, nó dài là 15,5 cm, lưỡi của nó là 3 cm các anh, chiều dài lưỡi là 3 cm. Nên em đã nói trước là nó chỉ dùng để tỉa những cái cành mềm, cành to nhỏ hoặc là tỉa lá, tỉa nụ thôi ha.
mã 19 giá 150.000 giúp em, kéo tỉa mã 19 150.000. 20 là một con kéo chuyên dùng cho office, ở twin office, thì con này của nhà Henkin Germany, kéo Đức hả các anh, thép không rỉ. Với cái thiết kế cái con này nó phun vỏ nha các anh, chú ý phun vỏ. Thì với cái thiết kế mà cái lưỡi kéo dài như vậy á, thì nó giúp các anh có thể rọc giấy, rọc bì thư, tất cả đều được ha. Đó, cắt nhanh, cắt ngọt và dùng có thể để rọc hoặc là để xé luôn. Thì cái lưỡi của nó dài tới tận là 12cm và dài tổng là 21cm ra các anh. Đó, cái thiết kế lưỡi rất là dài, thép không rỉ. Nói chung cái lưỡi kéo này thì bén khỏi bàn rồi, nó mới nha các anh. Con này nó vẫn còn rất là mới luôn á. Thì con này phun vỏ. Đây, phun vỏ của nó. Rồi, mã 20. Đó, con kéo Đức. Mã 20 giá 250.000 giúp em ha. 250.000 mã 20. 21, 22. Đây, đây con này 21 nha các bạn, con này 22 ha. 21, 22 là hai cái gọi là cái đồ móc chìa khóa của Nhật. Đây, nó thiết kế về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa của Nhật. Nên là anh nào yêu thích nước Nhật hoặc là thích những cái đồ lưu niệm độc lạ thì chốt cho em hai con này. Tại vì mấy con này thường ở Việt Nam rồi là không có bán ha. Mấy con này đây, nó mang đậm sắc thái của Nhật luôn. Nên là anh nào mà gọi là thích hoặc sưu tầm gì đó hoặc là treo cho nó độc lạ thì có những cái con này ha. Đây, thiên ni, cái gì công viên thiên nhiên đồ đây. Còn bên đây là cái chú thích về những cái địa lý của nó ha. Rồi, mã 21, 22 giá 180.000 một con. Hai con thì em để giá là 350 ha. 23 là một con kìm cắt hai đầu. Đây, con kìm cắt hai đầu của Kokado với hai lưỡi cắt. Đó. Đây các bạn, với hai lưỡi cắt. Hai lưỡi cắt này cắt vẫn còn rất là ok nha các bạn. Rồi. Mã 23. Giá 230.000 giúp em. Mã 23 kìm cắt hai đầu 230.000. Mã 24 là một cái lưỡi rìu. Một cái lưỡi rìu của Nhật. Đây, chữ là phun chữ rồi. Bên đây, hai mặt đều có chữ nghĩa cái kiểu búa rìu. Đây, đầu búa đây ạ. Đó. Thì với tổng chiều dài của nó là 14cm. 14cm và dài cái bề rộng của mặt lưỡi là 6cm ha các anh. 6cm dài từ đây qua đây 14, đây là 6cm. Rất là ok. Rồi, con này mã 24 giá 300.000 giúp em. Lưỡi rìu mã 24 300.000 ạ. 24 chứ. Mã 25 là một con kìm tút dây. Con này thì của nhà Victor nha các anh. Với cái thiết kế là cái thân và cả cái thân tút này bằng nhựa thì nó sẽ tạo cho các anh cái cảm giác là rất là nhẹ và rất là dễ cầm, nhẹ và có thể mang theo. Đó, không có bị nặng ha. Thì con này là tút dây hệ A gồm 0.5, 1.2, 1.5 và 2. Tút rất là ok. Đó, tút rất là ok nha các anh. Rồi, thì con này mã 25 giá 300.000 giúp em, made in Japan luôn nha các anh. Đó, made in Japan ha. Mã 25 300.000 ạ. Mã 26 là một con súng hơi của nhà Kinki. Đó, con súng hơi của nhà Kinki, các đầu mũi thì vẫn còn rất là đẹp. Hoạt động ok hết nha các anh. Hoạt động ok hết ạ. Rồi, con súng hơi của nhà Kinki giá mã 26 giá 300.000 ạ. 300.000 giúp em mã 26. Cuối cùng mã 27 là một bộ đa năng. Đó, bộ đa năng. Bộ này bao gồm là muỗng nè, nĩa nè, mấy cái đồ khâu, dao, đồ gọt, cái kiểu là có hết thôi các anh. Đây một bộ phun bộ của nó, dao nĩa. Đây, dao đây ạ. Stainless steel, thép không rỉ. Mấy bộ này thép không rỉ. Anh nào mà thích đi phượt, đi dã ngoại, đi chơi rồi đó, mình thích đi du ngoạn á, thì mình nếu mà
khó khăn trong cái việc mà phải mang lỉnh kỉnh nhiều đồ thì mình mua cái bộ này giúp em ha. Nó rất là gọn, các anh chỉ cần gấp vào mở ra thôi ha. Muốn có muỗng là có muỗng, có nĩa là có nĩa, cái gì cũng có, chỉ cần mang một cái bộ này thôi, chứ đâu cần mình phải mang nhiều không các anh. Đó, một bộ này thôi ha, mã 27, giá 280.000 giúp em, mã 27 280.000 ạ. Dạ rồi, thì em đã lên tổng cộng là 27 mã sản phẩm, thì anh thích mã nào thì chốt mã đó giúp em ha. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở clip sau.